could be us. So back to what I was saying. Could be us. Triệu Lệ Dĩnh chứng minh khả năng thống trị phim truyền hình Trung Quốc. Bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, ngày đầu phát sóng đã xô đổ nhiều kỷ lục về lượt xem và tỷ suất người xem. Phim được đánh giá hấp dẫn, hài hước, kỹ xảo đẹp. Ngày 19 tháng 3, QQ đưa tin bộ phim cổ trang Tiên Hy Ệp Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính, vừa lên sóng đã phá vỡ nhiều kỷ lục về chỉ số truyền thông, độ thảo luận, lượt xem trong vài năm qua. Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của hai diễn viên sau 7 năm kể từ bom tấn truyền hình Sở Kiều Truyện. Cụ thể, chỉ số thảo luận Data Win của Giữ Phượng Hành ngày chiếu đầu tiên đạt 2.11 điểm, lập kỷ lục trong các phim truyền hình được phát sóng tại Trung Quốc từ năm 2022. Phim cũng đạt tổng lượt xem 32 triệu chỉ sau 4 giờ lên sóng, lập kỷ lục view từ khi bản đo lường Vân Hợp ra đời. Bên cạnh đó, chỉ số truyền thông của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng lên cao nhất bảng Villain Kiss, vượt qua tất cả nghệ sĩ đang có phim lên sóng. Ngoài ra, lượt đọc chủ đề phim Giữ Phượng Hành vượt 5,2 tỷ, trong đó có khoảng 560 chủ đề trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội chỉ trong ngày đầu phát sóng. QQ đánh giá sức hút của Giữ Phượng Hành nằm ở kịch bản thú vị hài hước, kỹ xảo đẹp, chất lượng phim chỉnh chu, những tình tiết vui nhộn và cảm động đang xen, giúp cho bộ phim níu chân khán giả sau 4 tập. Do đó, tra tin của Giữ Phượng Hành trên đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc liên tục tăng. Giữ Phượng Hành hiện là tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất trên đài Hồ Nam trong năm 2024. Theo QQ, những thành tích đáng nể của phim Giữ Phượng Hành cho thấy sức hút từ tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên nằm trong top tứ đại đỉnh lưu của Trung Quốc, 4 sao nữ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh có diễn xuất chắc tay, khả năng chọn kịch bản hấp dẫn. Do đó công chúng tin tưởng vào các tác phẩm có Triệu Lệ Dĩnh tham gia và lựa chọn xem phim của cô. Mặt khác, trước khi phát sóng, Giữ Phượng Hành cũng lập kỷ lục về số người hẹn xem trước trên các nền tảng với hơn 13 triệu lượt. QQ lý giải, có được thành tích này bởi nhiều khán giả yêu thích cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từ phim Sở Kiều Truyện 2017. Khi có tin cả hai tái hợp trong Giữ Phượng Hành, dự án đã ngay lập tức được mong chờ. Để chuẩn bị cho vai diễn Bích Thương Vương Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đã dành hơn 2 tháng để học múa cây thương với sức nặng 5kg. Chỉ đạo võ thuật của phim Giữ Phượng Hành đã dành nhiều lời khen cho nỗ lực của nữ diễn viên. Giữ Phượng Hành chuyển thể trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây. Phim kể về chuyện tình của Bích Thương Vương linh giới Thẩm Ly Triệu Lệ Dĩnh đóng và thần tôn duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ, Hành Chỉ, Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly từ chối thành hôn với kẻ trăng hoa Phất Dung Quân Tôn Nhi thứ 33 của đế quân, nên nàng đã trốn đi. Trên đường chạy trốn, Thẩm Ly bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được một người phàm ốm yếu tên Hành Vân cưu mang. Thực tế, Hành Vân chính là thần quân Hành Chỉ. Khi ở bên nhau cùng trải qua khói lửa nhân gian, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, là tướng quân của linh giới, Thẩm Ly bị buộc phải trở về vì đã chống lại hôn ước. Cả hai sau đó cùng sát cánh bên nhau chống lại âm mưu thống trị tam giới của kẻ thù.